mời cả nhà ăn bánh mì xá xíu với hai mẹ con mình nha. Đây là bánh mì xá xíu mình tự làm. Đây là xá xíu mình tự làm. Đây mình ăn với lại bánh mì. Mời cả nhà với ăn với hai mẹ con mình nhá, gia đình mình nhá. Ông xã mình cũng ngồi đây nhưng mà ông xã mình mệt nên ngồi kế bệ, ngồi đối diện. Nó ngồi đối diện đâm ra cũng mệt nên không có vào video. Nhưng mà ông xã mình có ăn chung nhá. Nên mời cả nhà ăn nhá. Mình hơi để điện thoại nó hơi xa một chút nên cả nhà thông cảm nhé. Hỏi con ăn đi. Xin mời cả nhà. À đúng rồi, không sao đâu. Đây là miếng này. Xá xíu mình làm. Mời cả nhà. Mình ăn thử miếng xá xíu và xem sao. Đó. Giờ mình ăn đơn giản thôi là thôi à. Đây bánh mì chấm với nước sốt thì ăn rất là ngon. Nước sốt nó rất là dẻo nhưng nước sốt không có đặc mà là nó vừa vậy để chấm với bánh mì ăn rất là ngon. Hoặc cả nhà ăn với bún cũng được. Ngon không gái? Mẹ sao con gái mà thích ăn hay là nấu à? Con gái nói là ăn cái món gì mà giống vậy đó. Mình nấu thôi. Tóc mình mới tắm xong nên nó còn ướt nhẹ. Cho một chút mình luôn. Mời cả nhà nhé. Thịt rất là mềm, ngon. Cho bánh ăn với bánh mì là xuất sắc luôn. Bánh mì mình nướng giòn ấy, mình mới nướng giòn nó rất là giòn, mình giòn nữa, giòn rất là ngon. Mời cả nhà ăn chưa? Mình xin mời cả nhà ăn. Mang lên, mang lên mời cả nhà. Đừng ngại mời anh con. Mời mời chú ăn chứ. Ngon không? Ngon món cần thiết đó. Bánh mì ăn giòn rất là giòn. Thịt rất là ngon, dai, ngon. Mình ướp, mình làm kiểu như vậy đó là vừa ăn. Mình cho thêm bột bắp vào cái thịt nó sắn lại, nó dai rất là ngon. Rồi. Ngoài trời á, ngoài trời thì lạnh. Ngoài trời bên hôm nay, bên chỗ mình khoảng 4 độ và ngoài trời rất là lạnh. Trong mà ăn xíu bánh mì, xíu mại nóng hổi. Hai mẹ con mình ăn đơn giản thôi, nhà mình chỉ được một món thôi, mới cầu kỳ nhiều món. Nên làm video cũng hơi ngại á. Tại đó người ta ăn, người ta bày ra nhiều món này kia, còn nhà mình ăn không có cầu kỳ nên mình không có biết nè. Làm video làm sao cho đẹp. Cả nhà nhớ comment ở dưới cho mình để mình cải tiến video mình hơn nhá. Hai mẹ con mình mới tắm nên đầu tóc còn ướt. Các mẹ tẩy giấy đi nhá. Ừ, con lấy cái label to gái mình nói là cái thìa to để múc thịt đầu mình ăn ướt à. Cái ăn rất là gạo nhà con miếng thịt này, thịt rất là lại gieo rất là ngon. Nước sốt ngon rồi. Nước sốt ngon, ngon ăn.
bé rất là thích ăn chấm với bánh mì này, xuất sắc. Nhà mình nó cũng có thể làm xíu mại như vậy, mình ăn với lại bún. Nhà mình cũng lâu lâu ăn bún cũng ngon. Mày còn muốn đi ấy không? Đi khá sớm, đi trượt băng không? Khá sớm. Mày chẳng đi khá sớm chơi em đi không? Thế không? Là cái gì không quên? Khá sớm. Trượt bắt tên á. Khá sớm. Khá sớm. Con đợt. Đi ốp bần nè. Thông thông mày chẳng. Mày chọn gái đi mày cũng. Tí nữa chợ anh gái đi Kassel chứ. Kassel, đi Kassel. 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 Kassel, vẫn đang tìm cái gì khác. Nó ăn hết một viên, ăn viên nữa. Phải viên thịt á, không to đâu, ăn thoải mái. Best of that. Này sao đó. Ca đề bày đề ca đề. Ngon lắm. Thịt nó ngấm rất là đậm đà, vừa ăn. Mà xíu mại này ăn với cơm cũng được. Không nhất thiết phải ăn bánh mì đâu, mà ai thích ăn bánh mì thì ăn, ăn cơm thì ăn, ăn bún thì ăn, dễ mà. Bánh mì nãy mình mới nướng nọ, bỏ vô air fry mình nướng rồi trên không giòn, mình nướng nó giòn rất là giòn luôn. Mì giòn đúng không các bạn? Thì không ăn mì nhiều đâu mà ăn này rất là hào mì, cái ăn mì giòn giòn ngon, rất là giòn ngon sao vậy. Ăn về nhớ Đà Lạt mọi người. Ăn mấy viên à? Hai viên à? Đúng rồi. Mấy viên? Một viên hết rồi. Thế mới ăn nữa đi. Chào con ông cắt thôi. Ngon quá. Cái mình ăn thêm viên nữa. Bên đây mời cả nhà. Mấy viên thịt cỏ lên á. Mời cả nhà ăn.
Không còn thổi lên. Mọi người ăn. Bữa cơm á, bữa cơm này mình đơn giản lắm, chỉ một hai món vậy là xong mà. Thôi. Hai mẹ con mình dừng video ở đây nhá. Được không? Hai mẹ con mình dừng video ở đây nhá. Nếu mà cả nhà yêu thích gia đình mình ấy thì cho gia đình mình một like và nhấn đăng ký cho gia đình mình nhá. Với lại video nó chưa có được hoàn hảo mà cho lắm thì mọi người cứ comment ở dưới thì mình sẽ cố gắng cải thiện làm. Cái góp ý của cả nhà sẽ làm cho động lực của mình làm video mới hoàn thiện hơn. Thôi, hẹn cả nhà video mới nhé. Bạn nhớ đăng ký và nhấn like cho gia đình mình nha. Bye bye cả nhà. Bye. Ăn tiếp. Bye. Bye cả nhà.